Uống rồi á, là bây giờ là đi siêu âm, mà ngày hôm qua mà gấp siêu âm lắm, mới có 6-7 ngày là đi siêu âm rồi, rồi siêu âm bây giờ người ta nói hết rồi, rồi cô ấy mừng cô ấy rồi, nay mai gì đó là cái số hồi trưa ngày hôm qua là cô ấy điện lại là nói ngày nay ngày mai gì đó là tầm tới nhà tôi để đền ơn, tại vì cái lúc trước đã mổ một lần rồi, bây giờ nó tái phát lại nữa, người ta sợ mổ nữa, cho nên á, là lên gặp cái clip của Tuấn Dũng, người ta mừng quá, người ta uống rí càng luôn. Mà y nói là y uống dữ lắm nha, nói ngay cũng tội nghiệp, y sợ rồi y uống ngày nào cũng uống không có cách ngày nào hết trơn á. Rồi cái bắt đầu á là 4-5 bữa rài đó là y đi siêu âm rồi là vừa hết là điện lại liền là hỏi nhà đặng đi lại đền ơn cho cô Tư, nói thôi khỏi có đền ơn, miễn cắt để mà hết bệnh là tôi mừng rồi. Nói không dù muốn dù không con cũng đền ơn, nói thôi đền ơn liên hệ với Tuấn Dũng á. Liên hệ con để làm gì? Thì coi có cái gì thì nhờ Tuấn Dũng. Còn lại liên hệ con để mà gửi quà từ thiện hay quà phóng sanh rồi. Đúng rồi. Thí dụ có muốn làm cái gì để có công đức, cái việc liên hệ với Tuấn Dũng. Vâng, Tuấn Dũng và cô Tư cháu gà thân ái mến chào tất cả vị. Bởi vì gọi cô Tư cháu gà biết sao mà gì đó mà. Thì là trước đây là cô Tư là chủ của luôn một quán ăn, và cô Tư kinh doanh về cái nghề quán ăn thì vị biết rồi. Ngày xưa cô Tư có kể một cái video quý vị xem, đó là cô Tư một ngày là cô Tư có thể bán 40-50 con gà, vừa gà đốt vừa gà nấu cháo rồi gà gu ti gì các thứ. Sau khi mà cô Tư đã giác ngộ được Phật pháp vị, thì cái công việc mà quán ăn của cô Tư lúc đó cũng đang rất là sung túc, bán rất là được. Một ngày mà cô Tư bán 40-50 con gà thì vị biết rồi, không phải bán gà không nữa mà trong đó có những hải sản nữa, rồi lúc nào rồi cua rồi tôm rồi kia nữa, quán ăn mà cá này các vị. Cho nên là cô Tư một ngày đó cô Tư giác ngộ về Phật pháp thì tự nhiên cô Tư thấy mình từ trước giờ mình tạo nghiệp sát quá nhiều rồi. Công việc kinh doanh của cô Tư lúc đó thì một ngày có thể kiếm lợi là vài triệu bạc là như bình thường. Một ngày bỏ chi phí rồi chắc còn lợi cũng cỡ 2-3 triệu là bình thường hết cô Tư ha. Chi phí lính đồ này kia nọ, tiền thế tiền đồ này kia chắc cũng cỡ 2 triệu. Dạ, thế nên là cô Tư thấy cái công việc nó sát sanh nhiều quá, cho nên là cô Tư đã giác ngộ Phật pháp thì cô Tư buông bỏ hết, gác vào một bên để mà nguyện với ơn trên là chuyển qua cái công việc khác để mà cô Tư làm. Cô Tư không làm quán nữa, cho nên là Tuấn Dũng gọi cô Tư là cô Tư cháu gà. Và thật ra thì hiện giờ là cô Tư đã giác ngộ tu hành nghe vị, cho nên là cô Tư có cái biệt danh ở đây là cô Tư xả tiết. Bởi vì cô Tư cũng chung tay cùng với các đội từ thiện để mà phát quà cho bà con cũng như là hỗ trợ những bà con khó khăn. Thì Tuấn Dũng được biết cô Tư qua những cái chương trình đó. Và vừa qua thì cô Tư cũng đã có giới thiệu quý vị về thứ nhất là một thầy Hai Chen, chị Bình Phổi mà đã giúp cho chồng của cô Tư đã hết bệnh. Thì bà con cũng quan tâm về thầy Hai cũng rất là nhiều. Và Tuấn Dũng cũng đã có cho số điện thoại cũng như là địa chỉ của thầy Hai để gửi đến bà con. Và tiếp theo thì cô Tư cũng đã có chia sẻ một cái bài thuốc dân gian mà trị về các cái sỏi thận, sỏi mặt, sỏi bàng quang, bà con uống thì cũng đã có những cái kết quả tốt. Đó trong đó chỉ có 2 món thôi, bà con rất là dễ tìm. Đó là lá lốt lá lốt mà chúng ta dương đàn dạ trong đó là chỉ có 2 món thôi bị, đó là lá lốt và cộng với nước dừa. Thì bà con đã sử dụng thì cô Tư đã chỉ cho bà con uống rất là khả quan. Thì hôm nay con đến đây là trước là thăm viếng tình hình sức khỏe của cô Tư. Hôm nay cô Tư khỏe không cô Tư? Khỏe. Vậy hả? Người tu mà khỏe để ơi không có là cũng ăn lạc ha. Đúng rồi. Dạ sẵn đây hôm nay thì con cũng được biết cái củ sâm hồng này cô Tư. Sâm hồng của vùng núi Thất Sơn mình á, là củ sâm này là thiên nhiên ở vùng núi. Thì gia đình con cũng đã sử dụng cũng rất là tốt sức khỏe, thì hôm nay con cũng mang đến đây để hỗ trợ tặng cho cô Tư là 1 ký sâm hồng ha. 1 ký sâm hồng để cho cô Tư nấu nước uống, nó hỗ trợ về vấn đề mà các khớp xương, bổ máu với mát gan cô Tư. Tại vì cái nước sâm này chúng ta nấu ra nè ha, nó rất là hồng hào, rất là đỏ. Nấu cái màu đẹp quá. Mà cái nước nó chúng ta để nấu nóng rồi chúng ta để nguội là một chút nó sẽ nhựa, nó sẽ có cái độ nhờn. Cho nên là bà con uống rất là tốt cho sức khỏe. Thì hôm nay con mang đến 1 ký sâm này để tặng cho cô Tư uống để cô Tư dưỡng Tư ha, uống để hỗ trợ về khớp với bổ máu. Hôm rồi con uống cô Tư là con thấy cái da mặt con nó hồng lại. Tại vì ăn chay 1 tháng mấy nay quý vị. Tuấn Dũng ăn chay cũng gần 2 tháng nay rồi, thì cái công việc đi suốt ngày cho nên là ăn uống rất là thiếu chất, thậm chí là thấy sức khỏe mình nó hơi kém lại. Mà Tuấn Dũng đã ốm lại được 3 ký nghe quý vị. Và cũng thông báo cho bà con mình là ăn chay mà giảm lại được 3 ký thì bây giờ cái bụng nó cũng đã xẹp rồi, nó đã mắc rồi, cho nên là rất là thon thả.
Thì hôm rày Dũng trở lại uống cái sâm hồng này thì thấy cái da dẻ của mình nó hồng hào lại, và nó sẽ tươi hơn, và có sức khỏe nó sẽ tốt hơn quý vị. Cho nên là bà con mình cũng thường xuyên uống cái nước sâm hồng này để cho nó giữ gìn sức khỏe nha. Đặc biệt là các người lớn tuổi á, cô Tư, cái khớp mình nó hay bị khô á, cho nên là uống cái này là con thấy là hôm rày con đi núi này kia, lội núi lội non này kia rất là tốt nha. Mà mình cúng lại nó không còn cục cục như lúc trước nữa cô Tư. Và cúng lại mình đứng lên nó xuống đó, các khớp mình nó hỗ trợ về khớp và bổ máu. Thì con mời cô Tư dùng miếng nước sâm hồng này, vậy cô cháu mình tiếp tục tâm sự tiếp á. Đây vì thấy cái nước sâm hồng nó màu hồng rất là tốt nha. Dạ bà con nào sử dụng thì Tư Dũng sẽ cho cái số điện thoại để bà con mình liên hệ trực tiếp với cô Mai ở núi Tô, sẽ phân phối bán cái phần này cho bà con mình. Một ký sâm hồng thiên nhiên gì nữa vậy là 200.000, củ nhỏ củ lớn gì cũng bằng giá hết nha. Rồi dạ thưa cô Tư, thì hôm rày cô Tư chia sẻ cái bài thuốc mà lá lốt với nước dừa mà bà con mình uống tan sỏi đó, thì cũng có 2-3 người điện cho con cũng cảm ơn con, là nói là quá hay bài thuốc này, và tôi uống nó đã hết. Và thì hôm nay con đến đây để mà nhờ cô Tư có thể là chia sẻ thêm có vài bệnh nhân nào mà đã sử dụng qua và đã báo lại với cô Tư biết là có kết quả tốt không cô Tư. Trước mắt hết đó thì Đại Dũng chia sẻ ba cái sâm nè. Dạ. Sâm này nè, tôi để tôi xin chặn qua cái phần kia. Dạ. Nói phần này trước. Dạ. Hồi trước kia đây khoảng chừng mấy tháng đó cũng có các đồng đạo người ta đi tầm đó, lúc đó nó dễ. Dạ. Rồi người ta có cũng cho Tư, người ta cũng nói về khớp, về mát mẻ, đủ thứ bệnh hết đó. Dạ, bổ máu nhưng mà đào rất là khó luôn. Dạ, sao mà bây giờ để tầm được gì là quý dữ dằn luôn, chứ đào khó lắm. Tại vì nó nằm ở trong những cái kẹt núi, ở trong cái hốc đá mà nằm ở dưới chân của những cái hòn đá đó. Thành ra thời gian vừa qua đâu, cách đây cũng 6-7 tháng rồi, đâu có nữa đâu mà để người dùng quý vị. Bữa nay Tấn Dũng đem tặng quá mừng. Yeah. Thì thôi bây giờ cái này thì trước mắt hết đó, là mỗi lần đó là người ta tặng cho tôi là tôi cũng uống nhín không à. Yeah. Rồi 7-8 tháng nay rồi người ta không có tặng nữa, hỏi thăm có không thì người ta nói kiếm không có gặp. Yeah. Hôm nay Tấn Dũng cũng có lên hẳm rài, rồi không ngờ là mình cũng đâu có dám mở miệng với em cháu đâu. Yeah. Bữa nay đâu mà, bởi tôi nói với quý vị ha, mình tu mà. Yeah. Cái gì có chư thần gia hộ, tôi nói vậy nè, cỡ này sao mà không có ai đào xăm cho nữa mà Tấn Dũng lên bán giùm cho người ta vậy. Yeah. Mình đâu có nở lòng mình mở miệng. Yeah. Mở miệng Tấn Dũng đâu có lấy tiền. Yeah. Sao ai về đâu, bữa nay đem tặng nè quý vị. Yeah. Coi như mình tu cái gì là muốn cái gì được cái nấy quý vị. Thì coi cái này nói ngay nói chị về các cơ thể hay lắm. Yeah. Tại vì hồi trước kia, trước mà Tấn Dũng cái này lên á. Yeah. Là tôi đã có sử dụng rồi. Mm. Nó khỏe lắm. Yeah. Ủa, băng đêm băng hôm này kia ngủ nó cũng khỏe. Đúng không? Khi đúng mình rồi. Ngủ đó là coi như là mình ngủ một giấc đó, thường thường là 3 giờ mới có cái độ lạnh. Yeah. Bây giờ là 10 giờ rưỡi khi mà mình uống cái này. Ừ. Là nó có cái độ lạnh trong người rồi đó. Yeah. Thì thí dụ bây giờ quý vị nào bị khớp khô rồi đó. Yeah. Coi liên hệ với Tấn Dũng để sử dụng không, cái này có lý. Dạ dạ dạ, khớp khô với bổ máu rồi là nó rất là tốt. Dạ thì tiếp theo cô Tư có thể kể cho bà con mình nghe có những cái bệnh nhân nào mà đã uống được cái lá thốt lốt với lá thốt lốt với dừa tươi mà đã tan sỏi không cô Tư? Cái vụ mà cái bài thuốc sỏi của mình đấy ha. Dạ. Thì coi như là 2 năm mấy nay rồi tôi cũng chia sẻ, tôi cũng chỉ cho dẫn cho bà con đồ này kia nhưng mà không có lên các xứ. Rồi từ hôm Tấn Dũng đi lên tới bây giờ đó thì coi như là cũng nó mới có 5-7 bữa nay à. Dạ. Ừ. 5-7 bữa nay là tới cái ngày của người ta đi siêu âm, tức là mình đã chia sẻ cũng hơn 2 tuần rồi. Ừ. Bà con ta đi siêu âm liền ha. Mới có đi siêu âm mấy bữa rồi, có 5 bữa nay. Yeah. Thì cũng được 3-4 người. Yeah. Thì người ta đi siêu âm lại là hoàn toàn là người ta hết. Nhưng mà tao rất là mừng là khi mà hồi đó người ta mổ đó quý vị, nó nằm ở trong cái nó nằm ở trong cái gì đó nè, cái hậu môn của đường tiểu á. Hậu môn đó bằng quang. Không phải, trên bằng quang nữa. Nếu bằng quang là nó xuống dưới rồi, này nó nằm trên bằng quang nữa. Trên, khi mà người ta đã mổ rồi đó quý vị, tưởng đâu hết rồi, ai về đâu, nó còn động lại nó mấy hột, bây giờ nó lớn lên nữa rồi. Rồi mới chia sẻ lời tôi. Chia sẻ lời tôi thì bữa đó Tấn Dũng cho số làm sao tôi cũng không biết nữa. Tiện lợi thì tôi nói bây giờ tiếp tục uống đi. Rồi người ấy cũng sợ nó ra nguyên hột á. Yeah. Rồi nó bị đâm nữa, tôi nói không có sao, nó bể. Thành ra y uống rồi là bây giờ đi siêu âm mà ngậm qua mà gấp siêu âm lắm. Mới có 6-7 ngày là đi siêu âm rồi.
rồi siêu âm bây giờ người ta nói hết rồi. Rồi cô ấy mừng cô ấy rồi nay mai gì đó là cái số hồi trưa ngày hôm qua là cô ấy điện lại là nói ngày nay ngày mai gì đó là tầm tới nhà tôi để đền ơn, tại vì cái lúc trước đã mổ một lần rồi. Bây giờ nó tái phát lại nữa, người ta sợ mổ nữa, cho nên là lên gặp cái clip của Tấn Dũng, người ta mừng quá, người ta uống thí càng luôn. Mà y nói là y uống dữ lắm nha, nói ngay cũng tội nghiệp. Y sợ rồi y uống ngày nào cũng uống, không có cách ngày nào hết trơn á. Rồi cái bắt đầu là 4-5 bữa rài đó là y đi siêu âm, rồi là vừa hết là điện lợi liền là hỏi nhà đặng đi lợi đền ơn cho cô Tư. Nói thôi khỏi có đền ơn, miễn cắt để mà hết bệnh là tôi mừng rồi. Nói không, dù muốn dù không con cũng đền ơn. Nói thôi đền ơn liên lạc liên hệ với Tấn Dũng á. Liên hệ con để làm gì? Thì coi có cái gì thì nhờ Tấn Dũng. Còn lại liên hệ con để mà gửi quà từ thiện hay quà phóng sanh rồi. Đúng rồi. Thí dụ có muốn làm cái gì để có công đức, cứ việc liên hệ với Tấn Dũng đi. Cái nói thì Tấn Dũng thì con cũng tìm tới nhà, nhưng mà con cũng phải tới nhà của Tư à. Vậy hả? Cũng muốn dù không. Còn cái đệ đó tên tên gì còn ghi tên trong máy kìa. Ở ở ngoài Kinh Đào mình rồi đi làm ở trên Châu Đốc. Nha, cũng đòi đi vô đây. Còn bà vợ thì ở tại Long Xuyên làm ở bên nhà thương nữa đó quý vị. Có số nữa kìa, có số tên gì tên Dung Dung ở trong máy kìa. Là đòi đi lên nhà tôi nữa đó. Bây giờ là y là đủ bệnh ở trong bụng hết trơn, mà y nói y uống cái lá thuốc lốt vô đó. Cô Tư ơi, mà tôi thì tôi không có nghĩ rằng vậy, mà ai về đâu cô ấy chia sẻ lại nha. Bởi vì cô ấy làm trong bệnh viện á, là chia sẻ lại nè, nó tan mỡ luôn. Cô nói là uống vô là nó rằng từ trên cả cơ thể luôn. Là cô nói cô Tư ơi, giờ không những nó tan sỏi mà tan mỡ luôn. Nó tan mỡ luôn, tan dầu luôn. Cũng có lý, tại là vì mới điểm khi đó. Mà mình bây giờ mình nghĩ đi, cái hạt sỏi mà uống nó còn tan thì tất nhiên là mỡ. Mà Tư thì Tư cũng đâu nghĩ vấn đề đó. Ai về đâu, cổ chia sẻ lời của nó, cô Tư biết con là ai không? Con nhân viên ở trong bệnh viện nè. Nó rồi bây giờ là con báo với cô Tư là nó nóng cả cơ thể mình, mẩy hết trơn của con luôn. Bây giờ là con báo với cô Tư là cũng như là mở đồ này kia đó là nó chẳng, tại vì mình có chia sẻ với người ta là khi đi tiểu trong bô là cổ làm y ra, cổ coi luôn ha, coi luôn, cổ thí nghiệm lại cổ coi luôn ha. Thành ra từ chỗ đó là nó tan mỡ nó quý vị. Rồi cổ cũng đòi đi lên đây, nhưng mà cổ đang bị bệnh chỉ, rồi cũng kêu tôi giúp đỡ giùm, thì nói ngay cái bệnh chỉ này tôi cũng không dám đưa lên, tại vì tôi có thuốc mà tôi để ở đây thì nó ngay thuốc đó đó, không có phải như là mình bị sạn đâu. Như thí dụ sạn là 100 người là hết 99 người, đúng không? Còn cái bệnh chỉ đó 100 người nó có 50 người à. Thành ra mình sợ đưa rồi nó không có hết kết quả, 50 người kia cái mất công mình ta nói mình. Nó thành ra tôi không dám đưa. Tôi nói thôi để tôi gửi lên, gửi về dưới cho uống đỡ đi, mà tôi chưa có gửi. Cũng đồ, cũng thuốc là tôi thí không à. Cũng làm từ thiện không đó. Thì cũng nói với báo với Tấn Dũng thì coi như là hổm rài đó. Là cái mình cho người ta biết là khi mà người ta uống rồi tới 2 tuần lễ sau mới được đi siêu âm. Cho nên cách đây khoảng 5 ngày, mới có 5 ngày à nha. Còn hồi lúc trước thì người ta cũng có đường điện lợi, người ta hỏi cho kết thúc lợi coi sao làm sao, cũng có số người chia sẻ. Rồi tôi cũng chia sẻ lại, rồi cách đây 5 bữa nè, thì nhiều thì không có chứ cỡ chừng 4-5 người rồi. 4-5 người là báo kết quả cáo, rồi kết đó. Kết quả với cô Tư là đã dạ hết bệnh ha, rồi mấy cái sỏi nó cũng tan ha. Tan mà cái sỏi đó là kêu bằng cái sỏi gì đây nè, không phải san hô nữa, mà cái sỏi gì bác sĩ người ta đặt tên đó mình không có biết nha. Là khi mà cô ấy đi tiểu ra đó là nó ra hột cỡ bằng đi ha, nhỏ đâu ha. Có đâu của y này đâu gần bằng đầu đũa ăn nữa đó. Mấy ấy đâu tới 30+ ly lần đó. Hình như là đêm hôm này cô kể như 35-37, nếu mà 35-37 ly là 3 phân mấy luôn á. Sao đâu nó cỡ bà lớn gì à, nghe đệ chứ không phải nhỏ đâu nghe. Nè, nó cỡ bà lớn gì quý vị. Nó cỡ bà lớn mà không ba phải mấy mà ba mươi mấy ly là thì nó cỡ bà lớn hả. Chứ nó đâu có bự nữa. Nhưng mà nó đâu có chân chùi gì đâu, ở đây nó có một cục loại ra, cục loại ra, cục loại ra cà chơm cà chơm, giống như là gai đó ha. Nó cũng như là cái cục mà nó cà chơm cà chơm vậy đó. Rồi cái uống cái đó nó rớt lần ra, bắt đầu nó mới nứt cái cọng ở trong chính giữa, nó mới rớt ra, nó mẻ từ từ ra. Thành ra là y cũng sợ là ra nguyên hột. Rồi đau tôi nói không có, cái ra nguyên hột là thuốc tây á, nếu mà ai chịu là nó mới đẩy ra. Còn cái này là nó nghiền, nó nghiền bào mòn từ từ.
Thành ra là cô ấy nói quá mừng rồi Tư ơi. Nhưng mà sự thật ra đó là cũng nhiều lắm, tới mấy ngàn người đó quý vị, 1000+ người, nhưng mà mới có 4-5 người chia sẻ, là tại vì để mấy đệ với anh chị em biết không, yeah. Mình chưa tới cái ngày siêu âm, chưa tới ngày siêu âm, yeah. Tại vì mình lúc mình tới nay là mới có 3 tuần rồi đúng không, yeah. Thì người ta uống mới có 10 ngày, là còn cỡ 5 ngày nữa đó mới tới ngày siêu âm đó, yeah. Còn mấy cái người mà người ta điện lại cho tôi đó, người ta mừng đó, người ta cứ nôn đó, người ta uống rồi cái người ta nôn, người ta mới đi siêu âm liền. Yeah. Cho nên là có 4-5 người đó là người ta kết quả hết rồi đó. Coi như là thông thường, còn một người đang đau nhào nhào là hồi sáng hồi ngày hôm qua có máy trong chổng, tại tôi đang sạc kìa. Yeah. Là coi như là nó im rồi đó, nó không còn đau nữa rồi đó. Nó đầm nhúc nhích đau chịu không nổi, y điện lại. Yeah. Điện lại hỏi uống bây giờ được không, sao không. Rồi còn cái số hồi ngày hôm kia đó là có vị đó điện lại là đang nằm bệnh viện. Đang nằm bệnh viện mà có 7 ly mấy à. Yeah. Mà đang nằm bệnh viện rồi hỏi tôi giờ cách sao, bệnh viện thì bệnh viện đi, mình làm ở nhà mình đem ra mình uống bình thường. Cái đó nó đâu có giống như là mình uống nước thì thôi, đúng nước trà thôi, nó không có kỵ gì chứ. Yeah, yeah. Nhưng mà mình đừng cho bác sĩ người ta hay. Yeah, yeah. Nó thành ra hồi ngày hôm kia có điện lại rồi tôi có chia sẻ, nói sao mà nó đau từ hồi là quý vị biết làm sao mà khi mà cái sạn của mình mà nó đau từ hồi không, Tấn Dũng biết không? Dạ không biết. Không biết thì tôi nói khi mà người ta chích thuốc vô nó giảm đau. Là nó không đau. Nó tan thuốc rồi bắt đầu nó đau lại. Tất nhiên là cái người bệnh đó người ta nói nó đau từ hồi, đúng không? Cho nên bây giờ bắt buộc mình phải uống thuốc này vô. Uống thuốc này vô là nó hết luôn. Để cho nó bào mòn cái sỏi nó sẽ tan từ từ. Đó. Còn cái vấn đề mà bệnh phổi đó là hổm rài đó, là quý vị biết không, ông thầy ở dưới là không có dở không. Yeah. Thuốc bây giờ gỡ gì không chừng bây giờ lơ mơ đi mua không có thuốc. Yeah. Thuốc cái con cụ đèn của ổng á. Đúng rồi, ông thầy hai đem xuống không kịp. Như vậy thì bà con hỏi mình là ví dụ như là ngoài cái sỏi thận ra rồi còn cái sỏi mà sỏi mặt thì nó uống cũng đang không thôi. Cái sỏi mặt á thì nó uống á, cái vấn đề đó đó là quý vị phải kiềm thêm. Kiềm thêm gì nữa cô ta? Kiềm thêm bây giờ nó nằm ở trong cái mặt rồi. Yeah. Đúng không? Yeah. Nó nằm ở trong cái mặt rồi, quý vị nên kiềm thêm là một á là cái lá lốt của mình rồi phải không? Lá lốt với nước dừa đó. Với dừa tươi rồi phải không? Mình kèm thêm gì nữa? Bây giờ quý vị kèm thêm cho tôi á là dài ba cái lá bồ bồ á. Lá bồ bồ. Lá bồ bồ của mình, cái lá dài á. Cái lá bồ bồ là phải cái cọng bồ bồ mình ăn nấu canh chua được không? Không không không. Cái lá bồ bồ mà người ta làm thuốc ho đó quý vị. Cái lá nhỏ nhỏ xíu vậy nè mà nó dài ba dai vậy nè. À. Là cái vấn đề đó là quý vị nên cắt khúc ra. Cắt khúc qua phơi nó vừa héo thôi, bắt đầu mình uống hàng ngày. Là kiềm thêm với cái đó là nó trị qua cái mặt đó. Yeah. Nó trị qua cái mặt đó. Nó trị qua mặt mà nó trị qua bên dạ dày luôn. Là mình không còn bên cái phổi của mình luôn. Có một cái món đó thôi mà nó trị 3 thứ. Yeah. Thì kiềm thêm như qua bên cái túi mặt. Nó nên gì đó là nó mới hết. Còn nếu không thì chờ hơi lâu. Sỏi thận, sỏi bàng quang thì mình uống lá lốt bình thường với nước dừa thôi. Sỏi mặt cũng vẫn uống bình vẫn cũng uống bình thường. Yeah. Nhưng mà mình sợ cũng như là nó lâu rồi cái mình nôn vậy đó. Yeah. Thành ra mình phải kìm cái nước kia mình uống cầm chừng thêm. Yeah. Đặng cho nó mau tan ra. Bị gì cái chất đó là nó nóng nhiều đó. Do dẫm nó tan ra. Yeah. Nó tan lần là bắt đầu là nó rớt ra. Chứ để đi mổ là nó còn lại đó. Tại vì ngày hôm qua nó để đó có điện lại đi mổ rồi hết lần rồi đó. Mà bây giờ nó còn lại hộp đi 3-4 hộp nữa. Vậy ha. Nó vậy đó. Vậy là từ từ nó sẽ tan luôn, uống duy trì nó sẽ tan luôn. Nó đã tan. Mặt thì nó lâu nha. Yeah. Nó còn lâu hơn sa hôn nữa. Yeah. Sa hôn là người ta uống ví dụ bây giờ 2-3 lần là nó sẽ tan ra. Còn cái mặt nó bị nó nằm trong cái túi mặt rồi. Cho nên từ chỗ đó mình phải hỗ trợ thêm cái phần kia. Đặng cho nó nóng á. Nó nóng là nó cắt cái tiêu hóa nó thẳng lần hầu nó mòn ra. Yeah. Phải kiệm. Còn thí dụ mà quý vị nào mà không có nóng ruột, không có nôn á, chứ nó không có đau đó, thì cứ việc uống đứa một thôi. Lai rai được rồi. Nó thì coi như là tôi cũng chia sẻ thật lòng. Thì quý vị cứ việc có cái gì liên hệ với Tiến Dũng đi. Yeah. Tiến Dũng bây giờ đã nắm hết trơn hết trọi trong cái môi trường này, cái môi trường này hết trơn hết trọi rồi. Người ta muốn gặp trực tiếp cô Tư nó sẽ hay. Cho nên là có gì thì con cũng cho số điện thoại bà con, người ta điện trực tiếp cho cô Tư cũng quan hỷ ha. Tại vì biết sao không? Tại vì người ta muốn gặp cái người chủ nhân mà chia sẻ đó thì người ta sẽ hỏi kỹ hơn.
ha cô Tư. Với con có công việc cũng nhiều quá, đôi khi bà con người ta gọi cái con bị bận máy á, thì bà con người ta không nghe được. Với cái bằng như thí dụ bây giờ quý vị á, thay vì mình làm công đức thì rất điều tốt, mà đệ Dũng thì làm á cũng rất là nhiều hơn, đệ ấy đi quan sát nhiều lắm. Thành ra có cái gì đó cứ việc gửi gắm về Tướng Dũng, rồi hồi hướng cho gia đình mình, rồi làm cho công đức cho mình chứ không có gì trơn á. Quý vị cứ việc tin tưởng với nhau, làm cái gì, thí dụ bây giờ mình xuất phát ra, mình đừng có nghĩ rằng người đó có làm hay là không. Mình xuất phát ra là mình được hưởng rồi, còn người đó có làm hay không là quyền của người đó. Người ta làm, người ta không ngu gì làm để, như nói thì tôi cũng không phải nói thì nhiều khi quý vị tin không tin là tùy, nhưng mà sự thật với quý vị nói thì phải nói, không ngu gì mà tôi với Tướng Dũng đi làm mà bị âm điểm đâu. Làm là phải cộng điểm tăng lên chứ, bỏ công ra đi làm nè, bỏ công ăn chuyện làm nè, rồi tu hiền nè, đủ thứ hết trơn á, trời, làm công đức mà đi làm bị âm lợi 10 điểm, giờ còn có 8 điểm uổng lắm, không làm đâu quý vị. Thành ra từ chỗ đó thì tụi tôi nói vậy đó, tùy nơi chị em là nói chung hết. Tất cả là anh chị em có tấm lòng từ thiện hay là có tấm lòng từ bi, là tất cả ở trong hay là ở ngoài nước, hay là tất cả đồng đạo hay là ngoài đời, nếu ai có cái tấm lòng mà từ thiện, mà tấm lòng thương xót tất cả hoàn cảnh khó khăn, thì cứ việc tin tưởng đi. Ví dụ một khi mình đã xuất phát ra rồi thì ơn trên đã chấm cho mình rồi. Còn chúng tôi thì sự thật chứ quý vị, làm cái nhịp cầu cho quý vị thôi, tụi tôi không ngu dại gì làm cho bị âm đâu, nói thiệt chứ quý vị luôn. Dạ, dạ, cảm ơn cô Tư đã chia sẻ những cái hồi âm của bà con bệnh nhân đã nghe được cái video mà Tướng Dũng và cô Tư đã chia sẻ cái bài thuốc trị sỏi thận mà kết hợp bằng hai lá, hai thứ. Thứ nhất là lá lốt chúng ta sử dụng là khoảng một nắm các bạn ha. Khoảng một nắm chúng ta lựa cái lá xanh, cái lá không non mà cũng không già quá, là chúng ta khoảng một nắm lá lốt, rồi chúng ta có máy sinh tố thì để vào xay, không có thì chúng ta đâm cho dập nát ra hết ha, trong xương, rồi chúng ta đổ nước dừa là một trái ha cô Tư. Mình để vô nhiêu cũng được, chân á mình nhồi, mình nhồi cho nó ra nước đi, mình lược, khi mà mình lược xong xuôi rồi mình cảm thấy nó đặc á thì mình đổ thêm trái nữa. Chừng nào thí dụ bây giờ mình ở không á thì mình làm mỗi ngày, còn mình không ở không thì mình làm lần, tôi thì tôi làm biếng quý vị. Cho nên tôi làm một lần như vậy là 6 chai đó, không biết 6 mấy trái dừa. Là khoảng 3 lít. Có đệ đó để vô ngăn mát tôi lạnh mà uống lại gai cứ ngày sáng ấy, tôi ăn cái gì tôi quất chai nửa chai cũng được, cái chút tôi uống nửa chai nữa, rồi chiều khoảng 3 giờ tôi uống nửa chai, cái chút tôi uống nửa chai nữa, rồi ngày mai cũng vậy đó. Là coi như là 6 chai đó là cô tôi uống khoảng 2 ngày không? 3 ngày. Chia ra 3 ngày. Chia 3 ngày. Uống vậy đó. Nhưng mà quý vị nên nhớ nha, thí dụ sỏi quý vị mà nói về cũng như đệ ngày hôm qua điện lợi là trong mình là 5-6 viên sỏi đó. Phải cần uống nước cho nhiều nha. Uống nước lọc thêm nhiều. Khi mà mình uống khi mà mình mới uống cái ly, cái chai nước thuốc của mình nè, mình uống xong rồi mình cứ tự nhiên đi, khoảng ở chừng tiếng 2 tiếng một hồ sau quý vị uống nước thiệt là nhiều, đặng quý vị đi tiểu. Dạ, thí dụ như mình không uống nước lọc thì mình mua sâm hồng này về mình nấu mình uống để cho nó tốt hơn nữa. Đàn đàn ơi đàn, cái này là còn hơn thuốc tiên nữa. Là cộng thêm lát nữa là nói thiệt với quý vị đó, nếu mà quý vị để sâm hồng này chung vô uống chung vô luôn đó, nó mát nó còn mau nữa ha. Lát nữa đổ thừa là lá lốt không chứ không có nói cái này rồi đó. Lát nữa là đổ thừa lá lốt uống trị bá bệnh rồi đó. Nói vậy đó thì quý vị nên cần thiết nhất, nhưng tôi cũng nhắc nhở, bữa hổm tôi cũng không có nhắc, bữa nay mới nhắc. Thí dụ bây giờ mình uống độ chừng bữa nay thì không nói cái ngày đầu tiên ha, bắt đầu ngày mai ăn lên, khi mà mình uống xong rồi khoảng chừng tiếng đồng hồ sau uống nước nhiều nhiều quý vị. Đặng cho nó nghiền, đặng cho nó ra, nó đừng có còn cho sổ ra cho nhanh. Đúng vậy. Đúng vậy đó. Rồi, và một lần nữa thì con cũng cảm ơn cô Tư đã hồi âm lại những cái bệnh nhân mà đã sử dụng cái bài thuốc rất là đơn giản của cô Tư, đã chỉ cho bà con mình lá lốt cộng với nước dừa để uống cho nó tan những cái phần sỏi mặt và sỏi thận, sỏi bàng quang. Thì hôm nay cô Tư đã chia sẻ thật lòng với quý vị là có rất là nhiều bà con đã hồi âm lại và đã muốn tìm đến nhà cô Tư để mà đền ơn luôn quý vị, nhưng mà cô Tư thì không có nhận, cho nên là bà con nào hết bệnh rồi thì chúng ta dùng cái
cái tịnh tài của mình đó để mà giúp cho người nghèo hay hoặc là phóng sanh này kia để mình hồi hướng cái công đức cho cô Quyền Thác Tổ của mình, chứ cô Tư không có nhận nha vậy. Cứ việc đưa thẳng về Tướng Dũng đi, Tướng Dũng nhiều, nhiều mối hơn. Dạ không, nếu mà gửi cho con thì con cũng làm cũng được, nhưng mà bà con mình nếu mà có cái phương tiện tự làm được thì càng tốt ha. Dạ một lần nữa thì cảm ơn cô Tư. Dạ thì bà Tướng Dũng cũng tặng cho cô Tư một ký sâm hồng này ha, để mà nấu nước uống nha cô Tư. Rồi thôi cũng cảm ơn Tướng Dũng nhiều. Sau này mà nếu mà có hết thì liên hệ với cô Mai ở ở núi Tô bán nha, chứ con con không có bán nha. Cái này nói thiệt với quý vị chứ Tướng Dũng cho tôi 1 triệu bạc tôi cũng không mừng nữa. Mà cho tôi nhiêu đây tôi mừng nè quý vị. Dạ bà con nào mà có nhu cầu sử dụng về cái sâm hồng này để hỗ trợ cho sức khỏe bổ máu và mát gan cũng như là xương khớp. Với phụ nữ, chị em phụ nữ uống đó là nó sẽ điều hòa kinh nguyệt, nó mát mẻ rồi nó hồng da dẻ nó hồng hào luôn quý vị. Tướng Dũng sử dụng mấy hôm gài là quý vị thấy là da mặt mình nó hồng lại và đồng thời sức khỏe nó cũng tăng lên, nó cũng tốt cho luôn cả nam lẫn nữ nha. Tại vì cái chất nhờn quý vị biết rồi, cái chất nhờn của sâm nó ra thì nó uống là những cái khớp mình rất là tốt, và đặc biệt là hỗ trợ sức khỏe của các anh cũng rất là tốt nha các anh, các anh các chị luôn nha. Dạ tên gì đây nè, để tôi điện tôi kêu nó tên trong máy chồng. Nghe không, nghe không, tôi vô tôi bắt máy cho nói chuyện cho nghe, nói chuyện với cái bệnh nhân ha. Dạ, dạ. Nghe không? Rồi Phan, bây giờ để con kết thúc cái video này đi rồi ha. Dạ. Ta tiếp tục vô đó sau. Vậy còn mấy gì để đem đi qua bển. Dạ, qua bên núi đi ha. Dạ, vâng, thì giờ đây Tướng Dũng và cô Tư cũng đang có một cái cuộc hẹn với cô Bảy, các đồng đạo ở bên núi á vị. Đang hội tụ bên đó, cho nên là xin được kết thúc video tại đây. Và tiếp theo thì Tướng Dũng sẽ nhờ cô Tư có những cái điều gì hay, những bài thuốc gì hay thì Tướng Dũng sẽ chia sẻ đến tiếp tục vị. Kính chúc cho tất cả vị lúc nào cũng có được sức khỏe, thân tâm an lạc và sử dụng cái bài thuốc của cô Tư. Lá lốt cộng với nước dừa sẽ hỗ trợ về các cái phần mà sỏi, sỏi thận và sỏi mặt để giúp cho bà con mình nó hết bệnh nha. Và giờ đây Tướng Dũng và cô Tư thân ái mến chào. Chào và xin hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Rồi. Cũng gần 11 giờ ha cô Tư ha. Rồi bây giờ mình ăn rồi đi ha. Hả? Ăn rồi đi.